Chào mừng các con trở lại với môn mỹ thuật lớp 2. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về chủ đề khu rừng nhiệt đới, bài 2 Chú chim nhỏ, tiết 2. Các con cần chuẩn bị giấy A4, bút màu, và ở bài này các con sử dụng bút màu nước nha, và những chiếc lá. Bài học này giúp các con biết: một, nêu được cách thực hiện một số hình thức mỹ thuật để diễn tả vẻ đẹp của những chú chim; hai, biết cách tạo hình chú chim nhỏ bằng cách in chà xát từ lá cây; ba, cảm nhận vẻ đẹp và yêu quý các con vật. Và các con đến với hoạt động 1, khám phá. Cô Uyên đố các con, những chú chim này được tạo ra bằng cách nào? Có giống với cách in ở tuần trước hay không? Muốn biết, cô mời các con hãy đến với hoạt động 2, kiến tạo kiến thức, kỹ năng. Cách thực hiện như sau: 1. Chọn và in hình lá cây trên giấy. 2. Vẽ thêm chấm, nét, màu vào hình in lá để tạo hình chú chim. 3. Cắt những chú chim và dán thêm những cái que. 4. Cắt những nét ngang trên bức tranh khu rừng nhiệt đới và cho những chú chim bay lượn trong khu rừng. Các con cùng xem cô hướng dẫn chi tiết hơn nhé. Bước 1. Chọn và in hình lá cây trên giấy. Khác với bài trước thì con sẽ cho màu trực tiếp lên trên phần gân lá và mình sẽ in xuống. Wow, các bạn thấy lần này có dễ hơn không? Và khi in á, thì các con nhớ lót một cái tờ giấy nháp ở phía dưới nha. Con có thể sử dụng nhiều lá cây và nhiều màu sắc khác nhau, tùy theo sở thích của mình. Như vậy là mình đã làm xong được bước 1 rồi. Bước 2, con sẽ vẽ thêm chấm, nét, màu vào hình in lá để tạo thành hình chú chim. Bước này thì cách thực hiện cũng giống như ở bài trước mà con đã làm.
các bạn học tốt và hẹn gặp lại trong tiết học sau. Tạm biệt.